Đấy, ui có cá anh ơi. Anh em mình đi kích cá trưa đây mọi người ạ. Bắt ít để về cho các cô ăn. Nước cạn dòng này. Nước cạn dòng, mừng đồng đang cạn mọi người ạ. Lúa sắp chín rồi người ta không bơm nước vào nữa. Anh em đi săn cá mắc cạn. Làm hết đất. Đấy, nó quẫy đục ngọc anh. Anh dọc con mương này hy vọng là rất nhiều cá luôn đấy mọi người ạ. Đúng rồi, anh em mình thấy cái đầu cống kia cá quẫy nhiều lắm. Đang đi vào rừng lại. Mọi người theo dõi lên cái đầu cống ấy nhá. Nhiều cá kích cống luôn. Nước nó sâu nó mát mà. Ui, bắt mấy con rô rỗ vào chỗ. Đeo quá là thôi. Đấy. Anh em mình vẫn đi con máy 2 phép đánh bộ mọi người ạ. À, Sophie khá tốt đấy. Nhiều vô cái luôn nhưng mà không có cá to đâu. Không có cá to thôi. Sộp bé. Bắt về nuôi. Con này mang về nuôi. Thả ao. Ấy, phi cũ cũng đầy đi. Phi đỏ đầu rồi ngon. Nhiều cá nhỉ. Mùa cạn nữa khác. Con cá mùa cạn thứ nhất mọi người. Rẻ. Ui là ao, ui. Nhiều quá nhỉ. Nó rút bùn hết. Con sọt bé này. Bắt phải lui. Mỏi tay luôn đi. Ấy, cá to quẫy. Nhiều ấy nhỉ. Có tí muống muống vắt. Ra nhiều ngày. Nó mát. Mà hết rồi. Kêu con quang. Kêu thiệt. Nó kêu con sọt to to ấy. Để lướng. Ui dạ, ui nó quá đi. Ui, đan kìa. Lúa hết vào kia thì đánh vào phát lên. Ui giời. Nhiều dã man luôn mọi người. Rắn. Ui rắn to lắm. Nói chung đây là mương chính mọi người. Cá nó sẽ ở các mực đấy. Cá các mương nó sẽ dồn hết ra. Tại trong mương nhỏ nó cạn hết rồi. Còn cái vũng nào nó nằm thì chịu thôi. Nó bình thường ra hết đấy. Cắm to anh. Đấy, cắm bụt luôn. Cắm luôn. Nước này thang. Nước sâu phát biết ngay. Sộp béo quá. Sộp béo ạ. Đây đây đây. Còn này cái gì sộp hoa. Còn chú hoa. Chú hoa, ừ chú hoa bắt rồi luôn. Còn chú hoa. Nhìn giống không? Chú hoa đắt đấy mọi người. Hơn 100 cân. Nhiều tí. Vớt mỏi tay luôn mọi người. Hai em. Nhiều siếc giật bé đây chỗ này gọi là nhiều mọi người quan mọi người quan sát nó quậy ở kia kìa nhiều cực luôn con to chạy đâu này con to đây đó nó làm gì cắm buồn đấy nó đây đây này. Anh bấy rộng á. Nó không có đấy thì anh bấy rộng. Có nhất bắt về. Tí nhỉ. Làm gì.
không lên nói nữa. Đấy, bắt đầu. Làm hơi nhanh. Đấy, đấy, giờ nó vẫn nhao lên nhỉ. Ui nhiều nhỉ. Con to to mất rồi. Nó vẫn nhao cái hết cái bồn kìa. Bồn gạo bồn. Ui nhiều chỗ này mắc cạn nhiều đấy. Đây còn dấu dấu. Ui vẫn nhiều anh. Ui. Đấy giờ nó mới lên. Vì vẫn lên nước sâu con sò con chiếc. Nước này thì không có chép rồi. Có chép rồi lộ người như vậy. Ui giời đây nó đây. Chính nó đây rồi nhỉ. Nó đây. Ui nhiều nhỉ. Úi xa. Bữa này nó nao lên xong rồi nó lực nó cao quá mọi người, nó cắm bùn ấy vì nước nó lông nên là không kiểm soát được chúng nó. Đá tay. Chỗ này nước sâu. Úi xa. Cá nó giòn này. Úi sọp siết có hết đấy. Cứ vớt xuống phi trước đi. Để cho các cô ăn. Sọp bé là tính sao. Nhiều nước cạn nó tụ rồi. Giờ cứ đứng đây dí thì tầm 5 phút cá nó lên nguyên chỗ anh em mình đứng rồi. Nó cắm bùn mà. Nó cắm bùn nhiều mà. Ui. Đúng rô phi này rô phi đéo. Đéo so với lưu trong ao mọi người. Nó có phân ra hai loại là rô phi đéo và rô phi xịn. Nhiều. Ui giời, kìa nó cuộn kìa. Cám buồn, đục gạo. Ừ, anh thử vớt xem. Mấy con to cắm buồn hết. Ui giời, đúng ao thật. Không khác gì ao luôn. Ấy, đi vớt vỗ chốc rồi mọi người, cá này. Mới vớt được mấy phút biết đấy. Được gần chục phút rồi. Ui giời. Anh khoáng là con nào khoáng đây. Ui giời. Nhiều hơn đây. Nhiều. Đây là còn đậm hơn đấy mọi người. Ui giời. Đây con này to này. Ui, nhiều nhiều dã man luôn mọi người ạ. Này mà để nói cầm cái vợt xuống xúc thì thôi. Mói tay. Đấy, con đánh dấu như kia kìa. Đây, đây con to đấy, đấy, cái bắt con đấy. Con chạy được, mọi người. Đó rồi con này. Con này để chạy là thôi. Con đấy về dán thì thôi. Anh bây giờ anh dí tầm 5 phút nữa là cá vẫn lên anh chưa? Nó vẫn nằm dưới đây nữa. Đây em bớt này thì nó vẫn lên này. Đấy. Có con nào chạy vào. Ui giời. Khiếp. Cá. Này có cái vật to này hớt được toàn bộ anh nhỉ. Có. Nó cắm hết bùn. Cá nhiều. Anh tháng qua thằng mấy con to toại. Ui giời. Đi chạy ra ngoài mọi người. Ui giời. Cá mà cạn, cá mồi cạn thật mọi người. Đây còn to này. Rũ rũ cho sạch. Ui giời. Nhiều. Này mọi người quan sát đi. Nặng nàn đấy. Anh em đánh có chục phút đồng hồ mọi người.
bắt cái này về cho giống này về cho các cô ăn trong xóm ăn rán giòn cho mắm cái thôi. Nó quấy nó vẫn ra truyền, các cụ vẫn ăn, trẻ bây giờ vẫn ăn. Đấy. Đừng hút vào vật thì bắt. Đây rồi, em đi dọn hết trong cái cống này nhỉ. Cá to nó phục ra này. Cái này là em lấy góc quay xong bắt đầu mới quay nhá. Đây, để em cho mọi người xem trong cái cống này này. Anh dĩ phát nha, một cá một cạn này. Úi, ui giời, trong cống kìa. Nhiều thế. Sáng đầu bên đây đánh phát nữa hỏi anh em di chuyển đến nơi khác nhá. Đây này, này. Ui nó chạy kìa. Đánh. Ui xài. Khiếp. Cá đầu nhiều vậy. Ao rồi mọi người. Ao phải chào thua anh ạ. Nhiều vớt con dân những con to to này. Khiếp nó nhiều nhỉ. Nước cạn mà mọi người ạ. Nó đổ hết vào chỗ sâu mình mát rồi.